Xin chào mọi người, hôm nay là 27 tháng 4 năm 2022. Hôm nay thì bên Solar Hưng Yên nhà em có về một cái lô pin mới giới thiệu tới mọi người. Đó là pin Lazada 48V 50Ah nhé. Pin này hiện tại có bên của nhà em là model là 48LPFC50. Dung điện áp là 51,2V và số cell là 16 cell. Dòng điện là dung lượng là 50Ah. Loại này của bên em hiện tại là đang có là sử dụng Atomat ở đây nhá. Đấy, đầu ra đây, Atomat này. Pin này của bên em thì cái dung lượng xả ra nó được là 2,5 kWh. Được 2,5 điện và bảo hành 1 năm cho mọi người. Pin thì đây. Cái pin này thì nó có đặc điểm một chút là khi mọi người bật lên nhá, là máy pin nó sẽ lên các cái đèn như thế này. Đấy, sau khoảng 5 phút mà nếu mà không có dòng ấy thì các cái đèn nó sẽ tự tắt hết nhé. Không phải là pin hỏng mà pin nó chuyển sang chế độ chờ, nó sẽ tự tắt đèn hết. Đây mọi người thấy là tất cả AD đây em đều bật hết rồi, nhưng mà nó là đều tắt ngóm hết, là nó chuyển sang chế độ chờ. Khi có dòng lạp hoặc dòng xả thì bắt đầu đèn dung lượng nó sẽ lên, còn không là sau 5 phút là đèn dung lượng nó sẽ tự tắt đi, pin sẽ chuyển sang chế độ standby, là chế độ chờ. Đây SOC của các quả này đang còn 3 này, 3 vạch này. Đấy, pin này thì hiện tại là bên em đang bán là 10.500.000 bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Chạy với bất kể cái gì đấy mà mọi người thích, ví dụ như là kích điện, biến tần. Đây là dung lượng là 4,48V 50Ah. Điện áp danh định của nó là 51,2 và dung lượng là 50. Và công suất điện nó được là 2,5 kW và để lạp đầy là phải tiêu thụ hết 2,7 kW thì mới lạp đầy. Còn xả ra là xả kiệt nó sẽ được 2,5 kW điện. Đấy là về pin của Lazada. Và loại pin thứ hai là pin mẫu của EVE48100. Điện áp danh định của nó cũng là 51,2V 100Ah. Đấy. Thì cái loại này thì sẽ sử dụng từ 16 cell EVE105. Thì dung lượng của cái bình này người ta thiết kế là 100, nhưng mà dung lượng thực tế đạt được là 105Ah này. Lõi cell bên trong sử dụng là lõi cell 105 loại A của hãng EVE. Với pin EVE48100 này thì là nó giống như pin Lazada nhé, là đều không có giao tiếp với cả biến tần Lux Power hoặc biến tần Dire. Là mua về là mọi người chỉ chạy thôi. Có bác thì mua về chạy cho xe gôn này, có bác thì mua về chạy cho kích điện, có bác mua về chạy cho biến tần. Nó có nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng mà cái sản phẩm này của bên em được bảo hành 1 năm. Đấy, sản phẩm là pin EVE này sẽ được bảo hành 1 năm nhé. Và để bảo hành 1 năm thì bên em dán tem nó phải còn nguyên tem. Khi mọi người tháo ra tác động hoặc làm gì đó là bên em sẽ từ chối bảo hành. Đấy là về nguyên tắc bảo hành là đã đều được dán tem hết rồi. Khi mọi người bóc ra nó sẽ để lại vết, ví dụ như thế này. Đây. Đấy, khi mọi người bóc tem ra thì nó sẽ để lại vết như thế này. Đấy. Sản phẩm bên em bảo hành là phải còn nguyên tem nhé. Hàng của bên em cam kết là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Những cái này nó rẻ là bởi vì là pin này là pin tồn kho của năm 2020-21. Cái lô của 48-50 này là sản xuất vào năm 2020-2021, chứ không phải là sản xuất của năm 2022 đâu mọi người nhé. Đây là hàng sản xuất của năm 2020-2021, nhưng nó là hàng tồn kho để trong kho. Đấy, nhưng mà mới 100% chưa qua sử dụng. Đấy là cái cam kết của bên em. EVE này cũng vậy, nó là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đấy, nó là hàng tồn kho sản xuất của 2021. Chứ còn nếu mà giá pin theo thời giá bây giờ thì nếu như quả này thì mọi người mua thì nó phải đắt, phải tầm 25 triệu. Đấy, nhưng mà hiện tại bên em đang bán là 20.500.000. Bởi vì đây là pin tồn kho nên là giá nó rất là rẻ. Với thứ hai là nó không có giao tiếp. Thời hạn bảo hành là bảo hành 1 năm. Tuổi thọ của cell này là 3.500 lần. Tuổi thọ của EVE của thằng Lazada này thì theo nhà sản xuất thì nó cũng là 3.500 lần. Tuổi thọ khoảng 3.000-3.500 lần. Của thằng EVE là 3.500 lần nhé. Và đây thì hiện tại sẵn thì em cũng mổ ruột cho mọi người xem luôn đây. Hiện tại thì bên em có bán ruột cell này. Đấy, cell này bên em đang bán là 1.1 triệu một cell, với yêu cầu là mọi người phải mua một bộ 8 cell. Đấy, thế em bán một ô một, đấy là em cứ tháo ra nhấc nguyên cho mọi người là 1.1 triệu một cell.
Giá bán 1.1 triệu của bên em hiện tại là giá bao test bao ship thoải mái, nhưng mà không bảo hành, bởi vì em tháo ra rồi là sẽ không có bảo hành. Thế còn khi em ráp cho mọi người và đặt theo yêu cầu của mọi người thì là bên em sẽ bảo hành 1 năm. Đấy là ráp theo yêu cầu và bán theo giá của bên em bán. Thế còn giá sale mà em đang tháo sale như này, em bóc luôn một cái thùng này ra em bán cho mọi người thì giá bên em đang bán là 1.1 triệu một sale. Một cái cục này là sẽ là 8.8 triệu này. Bạn nào có nhu cầu mua về độ BMS 24V vào chế hoặc là chuyển sang 12V, ok. Cái này của nó là cell A 100% mọi người nhé. Cell này là cell 105AH loại A. Em vừa rồi em điều tra được nguồn gốc của nó rồi là cell 105AH loại A. Nên là mọi người cứ yên tâm mà sử dụng thôi, không vấn đề gì đâu. Đấy là cái bộ này. Còn đây là ruột của cái thằng Lazada này. Em vừa bóc một cái ra để xem ruột trong nó có gì. Cái Lazada này thì nó sử dụng ốc bắt nha mọi người nhé. Đây, nó sử dụng toàn bộ ốc bắt. Ốc này là ốc 10 này. Ốc 10 cốt 6 à. Cốt 6 thì vậy. Ở trên quả pin này nó sẽ ghi như thế này. Đây, mọi người sẽ thấy này. Pin ở đây là 3.2V 160W. Có CG đàng hoàng đây. Thì hiện tại là cái bộ pin này bên em đang bán là 10.500.000. Còn bác nào mua cái cell lẻ trong đây bên em cũng bán luôn. Bán bộ 4 cell, 8 cell, 16 cell. Cell này là 50AH nhé. Công suất là 160W một cell. Đây, 3.2V 160W. Ở đây thì một bộ này của nó là có tất cả là 16 cell này. 8 cell bên nửa này và 8 cell lửa bên này nữa. Đây. Đấy. Còn hiện tại đây là mạch BMS của thằng Lazada. BMS này thì nó sử dụng cái rắc cắm này là xịn sò rồi. Đây là 4 cảm biến nhiệt độ của cell này. Còn đây là rắc giao tiếp của cell pin này. Mạch này là mạch cân bằng này. Đây, dây điện đây, automat đây. Nói chung là nó làm cũng xịn sò. Mới 100% mọi người nhá. Mới đét, chưa qua sử dụng. Pin Lazada này thì bảo hành 1 năm này. Pin EVE này cũng bảo hành 1 năm này. Nếu mọi người mua khối này thì bên em đang bán là 8.8 triệu một khối. Đấy. Thế còn nếu mà mua nguyên một bộ 48V như này là 20.500.000 bảo hành 1 năm. Còn bán khối là 8.8 triệu là 1.1 triệu một cell. Thì cell bên em bao test, bao dung lượng các thứ thoải mái, bao nội trở. Thế nhưng mà vấn đề là không bảo hành vì em đã bóc ra rồi là không bảo hành. Thế còn các bác mà muốn độ chế thành, cái này thì em đang chủ yếu em đang chuyển sang là thành 24V 100AH ghép với cả mạch BMS 24-100. Đấy thì để bán cho mọi người. Đấy, khi bên em bán như vậy thì cell sẽ được bảo hành 1 năm. Đấy, còn mọi người mua cell không nhé, nó sẽ không được bảo hành. Ngoài cell này thì cell rẻ hơn thì hiện tại bên em đang có sẵn hàng là cell 90. Cell 90 thì giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Cell 90 giá của nó hiện tại bên em đang bán là 950.000 một cell. Hàng mới tinh bóc hộp luôn, chưa bắt ốc. Đấy, còn hiện tại là cái đây là Lazada. Lazada thì ở đây thì còn không nhiều, hình như còn có 10, chỗ này là còn 15 quả này. Đấy, hàng nó về hôm qua thì đã trả bớt những khách đã đặt từ trước rồi, thì hiện tại là kho của nhà em còn tưng đây. Còn với hàng EVE này thì hiện tại em còn khoảng hơn chục quả. Chỗ này 1, 2, 3, này, 4, này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hiện tại là còn 10 quả, ở đây 11 quả, thêm một quả lấy là hiện tại em còn 11 quả. EVE 48-100. SVE kia, SVE hiện tại còn 3 quả này. SVE thì là 29.500.000 bảo hành 5 năm giao tiếp với Dyer và Lux Power nhá. Còn những cái pin này thì nó là phổ thông thôi, nó không có giao tiếp mà nó chỉ bảo hành 1 năm thôi. Nói chung là chạy trong vòng 1 năm thì không hỏng được, bởi vì tuổi thọ cell nó tới 3.500 lần mà. Chạy cũng phải được 5 năm chứ không thể hỏng nhanh như thế được. Từ ngày em bán pin thì cũng chưa thấy cái cell pin nào bị lỗi đâu. Quả pin bị lỗi rất là ít. Chưa gặp, hình như là chưa gặp. Đấy, còn lô Lazada này thì chạy thì vô tư rồi. Mọi người yên tâm vì cái đội Lazada này thì chất lượng của nó là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Nhưng mà nó là hàng tồn kho chứ không phải hàng sản xuất của năm 2022. Thằng EVE cũng vậy, EVE này là của 2021 chứ không phải là hàng của năm 2022. Nếu mà hàng của năm 2022 thì mọi người sẽ không thể mua được với cái giá là 20.500.000 một quả 100 này được.
Ở đây để em cho mọi người xem cái tem QC của thằng EVE nhé, xem nó sản xuất bao giờ này. Cái nguồn gốc của cái bộ pin EVE này nó là cell của thằng trạm viễn thông nhé. Đây, đây là cái chứng chỉ của thằng EVE. Cái này mọi người sẽ thấy ở đây là 19 tháng 6 năm 2021, dấu EVE QC pad đây này. Đấy. Infection. Đây, còn nó là 19 tháng 6 năm 2021 mọi người nhé. Tức là pin này là của năm 2021. Nhưng mà nó thuộc là pin của các dự án thay cho dự án các cái trạm BTS, trạm viễn thông ấy. Thế nhưng mà họ chưa sử dụng tới, họ để tồn kho nên họ bán. Họ bán và bên Việt Nam mình mua và về đây thì quay ra là em bán. Cái tem, cái máy này, cái pin này thì nó đều là pin nội địa của Trung Quốc thôi. Cái thằng Lazada này là pin nội địa này. Đấy. Thằng EVE này cũng là pin nội địa của Trung Quốc. Những cái gì nội địa của Trung Quốc thì nó sẽ rẻ. Đấy, chứ còn quốc tế thì nó sẽ đắt. Mọi người cứ hiểu một chút như vậy. Như là pin SVE nó là pin quốc tế. Đấy, là hàng nhập khẩu pin quốc tế. Nên là nó sẽ đắt tiền. Thế còn đây là nội địa. Nội địa của anh Trung Quốc thì bao giờ cũng rẻ. Nó sẽ phù hợp với túi tiền của mọi người. Các bác đầu tư là ok, hợp lý. Khối pin này nhá. Đây, em quay cho mọi người xem khối pin này. Đấy, khối pin sau khi em bóc ra nó như thế này. Em bóc ra em bán hết mà. Bán toàn bán bộ này thôi, bán được nhiều phết rồi. Mọi người cứ mua cái bộ này không thôi. Mọi người cần độ BMS các thứ thì bên em sẽ bảo hành. Thế còn mua khối này không thì là 8,8 triệu là sẽ không được bảo hành này, chỉ bao test các thứ. Đấy. Đây, ví dụ em đang độ cho cái này là độ thành đây 24V này, em độ mạch này là 24V 105 này. Độ cho cái BMS này đang sử dụng 8S đây. Đấy, nó thành là 24V. Nhưng mà cái bộ này thì 8,8 triệu này cộng với cả cái BMS này 2,5 triệu. 2,5 triệu là nó thành hơn 11 triệu rồi. Chưa có chi phí lắp đặt với cả ấy thì cả. Nếu mà chơi với cái BMS này thì đắt lắm. Đấy, còn nếu mà chơi với cả BMS của Dali thì nó sẽ rẻ hơn. Đây, hiện tại là BMS của Dali đây. Mạch BMS của Dali thì nó có mấy trăm. Đây là mạch 12V này. Cái này là 12V 4S 100A nhé. Đây, 12V 4S 100A này. Ở đây em có mạch hôm qua về được một ít mạch. Toàn 12 mới 48 thôi mọi người ạ. Không có 24. Hết mất mạch 24 rồi. Biên hình như là đang mở rồi. Nhưng mà những cái lô hàng kia là nó vẫn ở trong nội địa sâu của Trung Quốc ấy, chưa ra được cửa khẩu. Những cái nào mà nó ra được cửa khẩu thì là sẽ đang hàng đang trên đường về. Còn một số thứ mà nó ở sâu trong nội địa thì nó vẫn chưa lấy được đâu. Toàn 12 thôi. Đây như cái trục cái mạch. Nhưng mà toàn 12 với 48 thôi mọi người ạ. 12. À đây cái mạch này 48 này. ...16S 48V. Xả 100A và lạp 50A này. Mạch 12, mạch 48 nó to bằng nhau hết nhưng mà nó giống như mạch JBD ấy. Nó bằng nhau hết, nó chỉ khác mỗi phần ruột thôi mà. Đấy, đây. Đấy, nó y chang nhau luôn. Cái này là 12V 100A này. Xả 100A và lạp cũng là 50A này. Đấy, y chang nhau chả khác gì cả. Đó là về BMS nhé. Đây là BMS của cái thằng EVE này, mọi người nhìn thấy chưa, nó rất là xịn sò luôn. Đây nó có hẳn hai cuộn đồng. Cái bo này là bo gọi là bo cân bằng back pin. Bo cân bằng cho back pin. Còn đây là cái phần dưới tản nhiệt này là sò. Phét đây, nó sử dụng rất nhiều phét 2 4 6 8 10 12 24 phét mọi người nhé. À không phải 24 phét, là bên kia 12. Bên này có 5, 7, 10, 22 phét mọi người ạ. Nó sử dụng tất cả là 22 con phét. Đây, mạch sơn siếc rất đàng hoàng. Rất là xịn sò luôn ấy. Ok, tình hình là hôm nay hàng bên em hiện tại là có một số cái mẫu pin lithium như vậy.
Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0987006938. Ok, sản phẩm bên em được bảo hành 1 năm. Bảo hành tại trung tâm bảo hành thành phố Hà Nội hoặc trung tâm bảo hành thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người gần ở đâu thì sẽ bảo hành ở đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây.